Không đâu chết. Ông ngoại coi cái mã ngoại vừa. Ăn đi món ăn ợt vậy bụng già vậy. Vừa ăn chứ không có dài gì mấy. Dạ luôn trời. Ăn cái không? Ăn. Đó. Vừa ăn cái sạch đi. Yêu. Cái cá đừng mấy nha, cá mắm đó. Có chừng đụng nước ở dưới mắm mới đó không kìa. Ờ, cái chừng nó mắm ở ngoài ông đại đó sụp sẹp. Đó đâu, vậy lấy cái gì đứng hứng thôi, vô chổng lấy cái ta kia xuống đổ. Trời, tôi lấy ông nút mạnh này mới nút mẹ rồi đi. Ồ, vừa ăn luôn rồi cái, cạo cái vô chung ăn luôn. Vậy mà nó uống non hả đây? Ờ, vừa ăn. Để nó không bị lượm chuột. Thấy hả? Ê, vậy cái kia nó không có non đâu đó Tùng. Cái này cứng lại. Ờ, cái đó cứng đó, còn nó vàng là cứng đó. Cá không? Con bể không bể trên sông. Không bể. Không bể. Cá không? Nè. Ê, cái kia bằng cái này không? Bự. Cái kéo bằng cái này là được đó. Trời. Cỡ làm cho dữ. Dữ được nhiều cái vỏ không? Uống đây. Ha, bẻ cái kia là xui rồi đó. Sao xui? Nhắc. Không có vừa này. À. Lắm. Này nó khủng quá vậy trời. Mày đứa nào mày vô đây tao chặt cho mày coi. Không. Vô bự nè em muốn vô cậu uống cái thằng này ngộ tờ ồ ớn như gà luôn mày đứa nào mà vô tao chặt còn dở hơn này nữa đó tội tập không nhá thầy chặt giống con sẽ lãnh cho dĩ bảy cùng lịch cho 7 năm đầu chặt giống cho ông á bị chặt vỏ hả ủa cái cáo kìa.